nhau trong bài học ngày hôm nay. Shizuka ni shite kudasai. Hãy giữ im lặng. Cấu trúc: tính từ đôi y bỏ y thêm cư, tính từ đôi na bỏ na thêm ní, danh từ ní shimasu. Với ý nghĩa làm gì đó. Giải thích: ta đã học cự ni narimasu biểu thị việc biến đổi của một chủ thể. Trong bài này ta học cự ni shimasu biểu thị ai đó đã làm biến đổi một đối tượng nào đó. Shizuka ni shite kudasai. Hãy giữ im lặng. Oto o okiku shimasu. Tôi chỉnh âm thanh to hơn. Heya o kirei ni shimasu. Tôi làm sạch phòng. Sato no ryou o hanbun ni shimashita. Tôi giảm lượng đường chỉ còn một nửa.